Hôm nay mình giới thiệu với các bạn là làm bẫy giò củ gáy gà rừng với nguyên liệu rất đơn giản là dây cước và đinh 4 hoặc đinh 5. Ở đây chúng ta với như tôi đây làm đinh đây là khoảng 10 phân hơn 10 phân là mỗi lối một chiếc đinh, còn dây cước thì độ khoảng 20 phân. Sau đó chúng ta thắt nút thòng lọng lại để làm bẫy giò giúp đưa kìm giúp bấm móng tay để cắt và bật lửa hơi lên đầu chồi ra để tránh vướng. Với đinh thì chúng ta thắt hình móng lợn số 8 thắt vào cái chóp đinh, mũ đinh. Chúng ta thắt làm sao mà để cho nó không nâng lên hạ xuống, thắt theo hình móng lợn rút, thắt xong là nó không rời ra. Chúng ta cứ thế ta đưa mũ đinh là ta rút, có thể ta xoắn ngược được thắt thêm một vòng nữa cho chắc. Ở đây tôi uốn cái thép và hình móc câu để rút cái đầu thòng lọng ra chặt. Ở đây là sau khi đã thắt vòng, chúng ta thắt cái đầu thòng lọng càng nhỏ thì nó mắc chân vào thì càng chặt. Sau khi chúng ta thắt thành thòng lọng xong thì chúng ta thắt cái đầu dưới thắt rút chặt vào cái đinh kia tránh nó tuột ra. Như vậy là xong. Cái này tôi làm bẫy rất nhiều đinh, khoảng 30 đinh trong vòng 2 tiếng là tôi xong. Và nối giữa các đinh thì ta chọn cái dây, đây là dây bện, lấy từ cái dây bện to và dây sợi nhựa tổng hợp. Chúng ta thắt thành bóng lợn vào vẫn nối, nối dài bao nhiêu nối. Mình giới thiệu các bạn cách làm bẫy đơn giản nhất bẫy giò cua gà rừng vân vân. Một bạn thích cho làm.